Trời ơi, trời ơi. Đá này biết thua rồi. Mình không phải là tự cao đâu. Mình chỉ nói đúng đẳng cấp của đội mình thôi. Đó nghe ạ. Ôi thầy. Em cao mà. Ơi, em cao nhưng mà chân em khảo à. Không đừng nói anh ơi. Em cao nhưng chân em không thể nhận gì nữa. Khách được 100 rồi. Đánh lên đuối ra ngoài ngay, chậm ra người đâu. Chậm hỏng đấy. Đánh đi. Sao rồi? Thế rồi hả? Một số lần quái. Nhanh lên Thà bỏ cuộc còn hơn. Đúng không? Đấy như này, đây. Đứng lên, nhìn ngắm này. Khi bỏ cuộc là lưu sợ cho đấy, mọi lắc cho em. Cảm ơn các chân. Ôi thầy cứ nói thế. Hờn lên, cổ lên, hờn ơi. Lắc nhờ, tốt em thôi. Chào đi, lắc không vào. Đẹp quá. Tao không? Đó. Tay không? Tao chở ra tao không đá hết đi. Xem bụng nữa à? Đá nhanh anh xem cái mà đá nhanh hết tốc lực cơ mà. Cái này trông nhỉ? Cao lên. Cao lên. Lên. Cao lên, không tính nhá, nếu không tính. Rồi. Cái này. Chân rõ dài, người đó cao thì đá thấp. Để yêu nhau đá. Thế à? Thật là yếu đuối quá đi à. Thôi được bao nhiêu cái? 19 cái chứ không nổi đâu. Nó mẹ nó. Không lành luôn. Rồi đấy, lắc hết rồi, tới. Ai quên rồi em nhá. Lắc nhá. Đừng lên cô quá thì qua cô, hãy bỏ cuộc. Cứ khi bỏ cuộc thì sẽ chọn tốt nhất hiểu không? Lắc cái trái vào. Lắc cái mông vào. Lắc rồi, hầu thắng rồi đấy. Lắc vào. Đừng lắc nói. Lắc đi, khổ lắm, hỏng háng bây giờ. Còn dạng nữa thôi. Lắc đi. Chuẩn bị hết giờ. 10 giây nữa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ.